Ba con giáp này nên cẩn thận sau Tết Đoan Ngọ, kẻo tiền mất tật mang, dính họa thị phi. Nằm trong danh sách ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ thì nên có khá nhiều chông gai thử thách đang chờ đợi họ ở phía trước. Đó là tuổi Tý. Tuổi Tý là một trong ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ khi mà tài lộc, sức khỏe của bản mệnh đều xuống dốc. Cụ thể, do tác động của hung tinh mà con giáp này có thể bị tiền mất tật mang. Dù có kiếm được nhiều tiền tới đâu thì cũng chẳng giữ được trong ví bao lâu. Vì vậy mà con giáp này nên quản lý tài chính của mình một cách chặt chẽ, chớ nên tiêu xài hoang phí. Ngoài ra thì con giáp này cũng dễ gặp phải một số vấn đề về sức khỏe hoặc là bị thương khi tham gia giao thông. Do đó tuổi Tý nên hết sức thận trọng nếu phải xuất hành đi xa và chú ý đến việc nghỉ ngơi thư giãn. Mặc dù vậy, công việc và đường tình duyên của gia chủ tuổi Tý sau Tết Đoan Ngọ lại không có gì đáng phải lo lắng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ổn định. Thứ hai, đó là tuổi Ngọ. Sau Tết Đoan Ngọ thì vận trình của tuổi Ngọ sẽ không còn hề êm đẹp như là bản mệnh mong đợi vì có nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và thay đổi nhanh chóng đến mức không kịp trở tay. Những người tuổi Ngọ sẽ vô cùng áp lực bởi khối lượng công việc quá nhiều nhưng yêu cầu cần phải xử lý nhanh chóng. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của tuổi Ngọ. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn dễ xảy ra xích mích, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Tài vận của tuổi Ngọ thì sau Tết Đoan Ngọ cũng vô cùng xám xịt, đặc biệt là vào cuối tuần khi mà có dấu hiệu phá tài. Thành quả mà tuổi Ngọ nhận được không hề xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra. Không chỉ vậy, do có hung tinh rình rập nên con giáp này dễ chi tiêu quá đà, không kiểm soát được túi tiền của mình. Do đó mà tuổi Ngọ đã nằm trong danh sách ba con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ. Và thứ ba, đó là tuổi Thân. Có điềm báo chẳng lành với tuổi Thân trong khi khoảng thời gian sắp tới vì môi trường làm việc của con giáp này vô cùng cạnh tranh, căng thẳng. Trong khi đó thì tuổi Thân lại có tính bốc đồng, dễ kích động nên điều này có thể khiến cho bản mệnh dễ mắc phải nhiều sai lầm, gây ra không ít tai họa, thị phi. Do đó mà tuổi Thân cần phải giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo trong mọi trường hợp để có thể giải quyết các vấn đề. Thu nhập của tuổi Thân thì vẫn ổn định như trước, nhưng nhờ vào thời điểm cuối tuần con giáp này có nguy cơ hao tốn tiền của do bệnh tật hay là tai nạn bất ngờ. Vì vậy mà tốt hơn hết, khi đã lọt vào top 3 con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Thân nên cần phải cẩn thận xử lý mọi việc, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, có chế độ sinh hoạt hợp lý để tăng cường sức khỏe, tránh bệnh tật và những tai họa bất ngờ ập đến. Ba con giáp nữ số hưởng độc thân là công chúa của cha mẹ, kết hôn là bà hoàng trong mắt chồng. Tuy không sinh ra trong gia đình quá giàu có, nhưng ba con giáp nữ may mắn này lại được bố mẹ yêu chiều hết mực và thậm chí là sau khi kết hôn, họ cũng được hưởng cuộc sống hạnh phúc, chồng thương yêu. Mỗi người, mỗi số mệnh khác nhau, có người phụ nữ sinh ra đã được hưởng phúc khí đầy mình, họ không phải quá lam lũ vất vả, nhưng vẫn được hưởng may mắn hạnh phúc. Có thể họ không giàu có nhưng lại có thừa tình yêu thương của những người thân bên cạnh, đặc biệt là cha mẹ và người chồng sau này. Trong số 12 con giáp, dưới đây sẽ là ba con giáp nữ may mắn được thừa hưởng tình yêu của mọi người. Ngay từ khi sinh ra đã là công chúa của bố mẹ. Sau khi kết hôn thì được chồng yêu chiều hết mực, cung phụng như bà hoàng. Đầu tiên đó là tuổi Tý. Những cô nàng tuổi Tý được địa biết đến với vẻ ngoài rụt rè, kín đáo, nhưng thực tế thì họ rất nghị lực và mạnh mẽ. Không chỉ vậy, họ còn rất chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc người khác và cân bằng được mọi việc. Trước khi kết hôn, những cô nàng tuổi Tý thì luôn được cha mẹ yêu chiều, quan tâm, chăm sóc chu đáo. Đường tình duyên của những cô nàng tuổi Tý quá là suôn sẻ và may mắn. Họ luôn tìm được người đàn ông đối xử tốt với mình, giúp đỡ mình về mọi mặt, cũng như là nhờ sự tinh tế, thông minh vốn có mà cuộc sống hôn nhân của phụ nữ tuổi Tý khá là hạnh phúc, được chồng quan tâm, cung phụng như bà hoàng. Khi về già, phụ nữ tuổi Tý được hưởng phúc từ con cháu, một đời an nhiên. Thứ hai, đó là tuổi Mão. Nhắc đến tuổi Mão thì là nhắc tới một trong ba con giáp nữ may mắn sinh ra đã mang số hưởng nữ vương quyền quý. Tuy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, nhưng những cô nàng tuổi Mão đã tự lực cánh sinh, cộng thêm được quý nhân phù trợ và sự động viên khích lệ từ cha mẹ, nên họ sớm thành công trong sự nghiệp, nguồn tài chính ổn định.
Sau khi kết hôn, bản mệnh dễ gặp được lang quân như ý, vợ chồng quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt, nếu con giáp này sinh vào tháng 9 âm lịch, hậu vận của họ càng thêm thịnh vượng, tiền tiêu không phải nghĩ. Vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Thứ ba, đó là tuổi Hợi. Tuổi Hợi được coi là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp, đặc biệt là nữ giới. Ngay từ khi sinh ra, cô nàng tuổi Hợi đã được bố mẹ bao bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hầm hoa. Tuy sinh ra không phải là trong gia đình giàu có, nhưng họ lại được bố mẹ yêu thương hết mực, không phải quá lam lũ vất vả và thường được bố mẹ quan tâm chia sẻ như những người bạn. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Hợi đổi vận từ công chúa thành nữ hoàng trong mắt người chồng. Họ được chồng quan tâm chia sẻ mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa tới chăm sóc con cái. Dù gặp phải khó khăn gì thì họ luôn được chồng động viên khích lệ và dù sau này có giàn đua xấu xí thế nào thì người chồng vẫn luôn yêu thương và không bỏ rơi họ để đi tìm của lại. Ngược lại, nữ tuổi Hợi cũng là con giáp mang số vượng phù ích tử, là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp. Chính vì lý do đó mà những cô nàng tuổi Hợi là một trong ba con giáp nữ may mắn nhất trong 12 con giáp. Lấy được bốn con giáp nam này, sướng một đời, vợ không bao giờ phải chịu khổ lấy một ngày. Dưới đây sẽ là bốn con giáp nam thương vợ nhất, cô nàng nào lấy được nhất định sướng cả đời. Nhiều người phụ nữ nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, bởi lẽ lúc yêu thì màu hồng, đối phương chiều chuộng mình bao nhiêu thì cuộc sống sau hôn nhân lại trần trụi, mệt mỏi bấy nhiêu. Nhiều người đàn ông khi mà yêu có thể rất chiều chuộng chăm lo cho bạn gái từ đầu cho đến chân, nhưng sau khi lấy về, họ lại quay ngoắt 180 độ, lộ rõ bản chất là một người đàn ông gia trưởng, lười nhác, đổ hết công việc nhà lên đầu vợ và không còn quan tâm đến cảm xúc cũng như là chăm lo cho vợ như trước nữa. Tuy nhiên thì có những người đàn ông sau khi lập gia đình lại càng thêm yêu vợ con. Họ cố gắng nỗ lực mỗi ngày để vợ luôn được vui vẻ, hạnh phúc, không bao giờ phải chịu khổ. Dưới đây là bốn con giáp nam thương vợ nhất, cô nàng nào lấy được nhất định sướng cả đời. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Đa số những người đàn ông tuổi Sửu có một trái tim dịu dàng, ấm áp nên trong tình yêu, họ hết mực quan tâm chăm sóc người phụ nữ mà họ yêu thương. Sau khi kết hôn, họ là một người chồng luôn bảo vệ và động viên vợ. Tuy không phải là người giỏi ăn nói, nhưng họ luôn kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ với vợ những lúc cần và thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Khi còn trẻ thì tuổi Sửu có thể không giàu có, nhưng một khi đã già có gia đình thì họ sẽ cố gắng nỗ lực mỗi ngày để có một cuộc sống đầy đủ vật chất cho tổ ấm của mình, để vợ không bao giờ phải chịu khổ. Với đàn ông tuổi Sửu thì dường như quan niệm của họ là thà mình phải chịu khổ còn hơn để vợ phải vất vả. Vì vậy mà nếu đang có mối quan hệ tình cảm với nam giới tuổi Sửu thì bạn nên thận trọng. Tuổi Dần. Tuổi Dần trời sinh tính cách kiên định, mạnh mẽ và chăm chỉ. Khi mà độc thân thì có thể đàn ông tuổi Dần dành khá nhiều thời gian bên bạn bè, vùi đầu vào công việc và thậm chí là có nhiều đêm không ngủ. Nhưng sau khi kết hôn, dù công việc có bận rộn bao nhiêu thì tuổi Dần cũng cần phải cố gắng dành thời gian bên gia đình. Đối với chàng trai tuổi Dần thì một khi đã tìm thấy một nửa của cuộc đời mình, họ sẽ bất chấp tất cả để được ở bên cạnh người đó. Họ luôn ân cần dịu dàng với vợ, sống có trách nhiệm, luôn đặt tình cảm, cảm xúc của vợ lên hàng đầu. Do đó mà cuộc sống gia đình của họ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí ngay cả khi tình cảm của đối phương không còn vẹn nguyên như trước. Tuổi Dần cũng không bao giờ từ bỏ người từng ấp đầu tay gối của mình, mà sẽ làm tất cả dần dần kéo người ấy quay trở lại về bên mình. Cho nên quả không ngoa khi mà nói rằng tuổi Dần là một trong bốn con giáp nam thương vợ nhất. Thứ ba, đó là tuổi Mùi. Có lẽ rằng khi còn độc thân, những chàng trai tuổi Mùi là người nhút nhát, không chăm chỉ, thiếu nhiệt huyết với công việc, không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Dường như họ chỉ quan tâm chạy theo sở thích cá nhân của mình mà phớt lờ mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi khi mà nam giới tuổi Mùi gặp được người mà họ yêu thương, muốn bảo vệ một đời. Do rất coi trọng hạnh phúc gia đình nên tuổi Mùi bắt đầu sống có trách nhiệm hơn, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực phấn đấu, sự nghiệp có thể mang đến cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuổi Mùi dường như là không bao giờ nói không với vợ, nên lấy được người đàn ông như thế này thì chắc chắn chị em sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Thứ tư, đó là tuổi Tuất.
Đàn ông tuổi Tuất là những người hào phóng, chân thành và cũng là một trong những con giáp nam trung tình nhất, một lòng một dạ với vợ. Khi yêu thì họ luôn đối xử chân thành, quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Sau khi lập gia đình, điều này vẫn không hề thay đổi. Dù ngoài đời họ có là ông to, có tiếng nói như thế nào, thì sau khi trở về nhà, họ vẫn sẵn sàng sắn tay áo lên để chia sẻ việc nhà với vợ. Họ luôn cho rằng bảo vệ, lo lắng cho vợ là sứ mệnh của mình. Những người đàn ông tuổi Tuất thì cũng có thể từ bỏ những sở thích cá nhân để có thêm thời gian bên vợ và con. Chính vì vậy mà tuổi Tuất là một trong bốn con giáp nam thương vợ nhất. Chị em nào lấy được cả đời sẽ được chồng nuông chiều, gia đình êm ấm chẳng bao giờ cãi nhau. Sau đây sẽ là ba con giáp nữ khổ vì tình, sau khi kết hôn phải lo toan mọi việc như mẹ người ta. Mặc dù có mạnh mẽ cứng rắn tới đâu, nhưng khi vướng vào lưới tình thì ba con giáp nữ này rất dễ trở nên bi lụy, đau khổ và thậm chí là sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Những người đang yêu thì thường là những kẻ điên, vì khi đó họ có thể có những hành động ngớ ngẩn, ngốc nghếch mà chưa bao giờ nghĩ tới. Mặc dù mạnh mẽ thế nào, nhưng khi vướng phải lưới tình, đa số đều trẻ con hơn một chút, nũng nịu một chút và luôn muốn được đối phương quan tâm tới mình nhiều hơn, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên lại có không ít cô nàng yêu đương một cách mù quáng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người mình yêu, nhưng lại hy sinh đó thì dần dần lại khiến cho đối phương cảm thấy đây là trách nhiệm của họ, là việc mà họ cần phải làm. Do đó sự hy sinh này chẳng những không được cảm thông mà thậm chí còn bị chà đạp coi rẻ. Dưới đây sẽ là ba con giáp nữ khổ vì tình. Họ luôn bi lụy, chịu thiệt thòi trong tình yêu và điều này cũng chẳng thay đổi được sau khi họ kết hôn. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Tuổi Sửu thì bản tính trời sinh rất chân thành, tốt bụng, chăm chỉ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính vụ lợi. Họ là những người sống rất tình cảm, không tham lam vật chất, nhưng đó cũng là nhược điểm của họ trong tình yêu. Bởi một khi yêu thì họ sẽ trở nên vô cùng yếu đuối và mù quáng. Những cô nàng tuổi Sửu khi mà yêu thì trong mắt họ chỉ nhìn thấy người mà họ yêu, sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương mà không màng đến điểm xấu. Thậm chí khi mà bị cắm sừng, họ vẫn dễ dàng tha thứ sau vài câu đường mật của đối phương. Sau khi kết hôn thì những người phụ nữ tuổi Sửu luôn hết lòng chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình. Nếu gặp phải người chồng tử tế thì không nói làm gì, nhưng nếu kết hôn với đúng người chồng không ra gì, nửa đời sau của họ sẽ chẳng được mấy khoảng sáng. Tuy nhiên thì tuổi Sửu vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, chăm lo cho con cái và cố gắng thay đổi chồng dù có vô ích. Tuổi Mùi. Mặc dù bề ngoài của tuổi Mùi là người khá là lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một cô nàng rất nhạy cảm, giàu tình nghĩa. Một khi động phải lưới tình thì tuổi Mùi luôn nhường quyền quyết định cho đối phương nên đây là một trong ba con giáp nữ khổ vì tình. Họ dễ ủy lụy trong tình yêu và càng yêu họ càng cố chấp hy sinh nhưng kết quả thì không như ý muốn. Sau khi lập gia đình, tuổi Mùi vùi đầu vào chăm lo gia đình, hầu như là chỉ quan tâm đến cảm xúc của chồng mà bỏ mặc bản thân. Họ giống như những bà mẹ già phải lo lắng mọi thứ với hy vọng có cuộc sống gia đình tốt hơn. Nhưng kết quả sự cố gắng đấy thì chẳng bao giờ được chồng nhìn thấy và công nhận. Về lâu dài, tuổi Mùi sẽ cảm thấy mệt mỏi trong hôn nhân này và có thể muốn chấm dứt nó. Tiếp theo đó là tuổi Tuất. Khi yêu thì những cô nàng tuổi Tuất luôn cho đi nhiều hơn là nhận lại. Những thứ họ nhận được thường chỉ là những đắng cay và nước mắt. Nữ tuổi Tuất trải qua rất nhiều mối tình, nhưng cuối cùng đều bị người khác phụ lòng, khiến cho họ thường cảm thấy mất niềm tin vào mọi việc. Sau khi kết hôn, vận mệnh của nữ tuổi Tuất cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, vẫn là một trong ba con giáp nữ khổ vì tình. Tuy một lòng một dạ, hết lòng vì chồng và gia đình chồng, nhưng có mấy ai thấu được nỗi lòng này của tuổi Tuất. Do được chiều chuộng từ khi còn yêu nên sau khi kết hôn, chồng của tuổi Tuất vẫn phó mặc hết cho vợ, khiến cho cảm thấy mệt mỏi. Tình trạng này không được cải thiện thì cuộc hôn nhân của tuổi Tuất sớm muộn cũng tan vỡ, mà mãi tới cuộc hôn nhân thứ hai, may ra họ mới tìm được hạnh phúc của mình. Điểm mặt ba con giáp nam chỉ ngoan ngoãn khi nghèo, phất lên thì dễ đổ đốn phản bội vợ con. Dưới đây là ba con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo, dễ thay lòng đổi dạ khi mà cuộc sống sang trang, nên ai kết hôn cùng những con giáp này nên cẩn thận.
Vợ chồng bên nhau lúc hoạn nạn, nghèo khó cứ động viên nhau khổ nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng khi bình yên đủ đầy, cuộc sống sung túc hơn thì mấy ai nhớ được lời thề lúc khó khăn. Bởi khi vất lên, lắm tiền nhiều của hơn, nhiều người sẽ bị đồng tiền chi phối, ăn chơi sa đọa hơn và vốn có tính bạc tình lăng nhăng trong người, không ít ông chồng sẽ thay lòng đổi dạ. Dưới đây là ba con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo, nhưng một khi đổi vận, họ sẽ rất dễ sa ngã, phản bội vợ con mà đi tìm của lạ. Đầu tiên đó là tuổi Tý. Nam giới tuổi Tý nhìn bề ngoài khá là điềm đạm, chín chắn, là đối tượng để kết hôn mà nhiều cô gái hằng ao ước. Nhưng thực chất thì họ lại dễ vô trách nhiệm trong tình yêu và hôn nhân. Khi còn trong cảnh ăn cơm chấm muối thì tuổi Tý tuy không phải là người quá chăm chỉ, nhưng với trí thông minh của mình, họ có thể cùng vợ cố gắng làm ăn. Tuy nhiên thì khi mà cuộc sống khá giả Tý chút, không ít chàng trai Tý bắt đầu không biết trân trọng người vợ tần tảo sớm tối mà đi tìm những thứ mới lạ hơn để đổi gió. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho vợ của họ vô cùng sốc, bởi mấy ai ngờ được người chồng đàng hoàng tử tế ngày xưa lại có thể phản bội mình. Tuy nhiên, lăng nhăng bội bạc vốn đã có sẵn trong tính tình của nhiều nam giới tuổi Tý, chẳng qua là họ chỉ đang đợi cơ hội để bùng lên mà thôi. Tuổi Dần. Những người tuổi Dần thì rất coi trọng sự nghiệp và luôn nỗ lực phấn đấu hết mình. Có thể vì vậy mà họ luôn trân quý những người đã cùng trải qua khó khăn. Sau khi kết hôn, tuổi Dần vẫn luôn yêu thương, kính trọng người vợ, đồng cam cộng khổ với mình và cố gắng vun đắp cho gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tuổi Dần lại là người không lãng mạn, cộng thêm tính độc đoán gia trưởng với vợ con, khiến cho cuộc sống gia đình mất đi niềm vui. Có thể khi còn nghèo, tuổi Dần vẫn là một chàng trai hiền lành, chịu khó, nhưng một khi phất lên, họ lại rất dễ đổ đốn phản bội vợ con ngay khi có cơ hội. Khi một gia đình không yên ấm, tuổi Dần ít khi vượt qua được cám dỗ và khó từ chối được sự mời gọi của gái đẹp, nên làm điều gì có lỗi với vợ con là điều sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên thì một khi bị vợ phát hiện thì họ lại cố gắng đưa ra lý do và đổ lỗi cho vợ. Chính vì vậy mà tuổi Dần là một trong ba con giáp chỉ ngoan khi nghèo, dễ đi tìm của lạ khi cuộc sống đầy đủ. Tuổi Ngọ. Do bản tính hiếu thắng ham chơi nên lúc trẻ đàn ông tuổi Ngọ thường không giàu có, nhưng sau khi trải qua nhiều sóng gió thì họ sẽ có sự nghiệp ổn định. Trong giai đoạn khó khăn ấy thì tuổi Ngọ cũng tìm được một nửa đời mình và họ tự hứa rằng sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho người vợ hiền của mình. Thế nhưng khi thực sự giàu có thì họ lại quay về với bản tính ham chơi ngày trước nên được liệt vào danh sách ba con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo. Ngoài ra thì nhược điểm của tuổi Ngọ là nhanh chán, không bền bỉ nên không thể duy trì tình yêu lâu dài. Sau khi kết hôn thì họ cũng dễ cảm thấy chán nản, vô vị với cuộc sống gia đình, luôn đi theo lối mòn khuôn khổ. Vì vậy mà tuổi Ngọ rất dễ dao động bởi những cử chỉ hành động thân mật của người mới. Tuy nhiên do khéo léo và có tài ăn nói nên những lời nói dối của con giáp này luôn được che đậy một cách hoàn hảo, ít khi bị vợ phát hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.